những vấp ngã trong tình cảm. Tôi cảm thấy nếu anh không muốn cô ấy đi thì mau ngăn cản, chứ công bố chính thức rồi sẽ không kịp nữa. Nếu như tôi gặp cô sớm hơn, biết cô sớm hơn thì cuộc sống của tôi đã không phải như vậy rồi. Cuộc sống hôn nhân thăng trầm, một khi đã chọn kết hôn không có nghĩa là chỉ chọn chuyện đeo nhẫn vào bàn tay. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã có đủ năng lực để ứng phó với mọi tình huống dù tốt hay xấu. Thật đó. Khi đã bày tỏ tình cảm thì liệu có được chấp nhận? Mọi thứ bây giờ cô có được đều nhờ vào sự cố gắng của chính bản thân, chứ không phải ai ban cho cô. Giữ gìn quan hệ tốt đẹp với tôi là năng lực của cô. Đón xem phim truyện nước ngoài Hãy Nói Yêu Em. Phim được phát sóng vào 12:45 hàng ngày, phát lại 4:15 hôm sau trên sóng truyền hình Kiên Giang, trực tuyến trên www.thtg.vn và ứng dụng THTG.